被牵着，也许有天它就断了。梦是随时会醒的，雨会冲动的掉落，心动是意外的结果，宁愿爱错也不放过。幸福是靠自己追的，时间是自己放纵的。Alo. Tôi cần Bắc. Alo. Alo. Tôi cần Bắc. Em có nghe tôi nói không? Tôi cần Bắc. Nếu em nghe thấy thì lên tiếng đi. Alo. Alo. Tôi cần Bắc. Tôi không cúp máy. Nếu em nghe thấy thì nói với tôi. Nhà này. Làm việc nhanh lên. Được rồi, mở được rồi. Cảm ơn. Tôi cần bắt. Anh theo tôi đi đăng ký thông tin. Được. Tôi cần bắt. Tôi cần bắt. Sao lại sốt cao thế này? Đừng đụng vào. Còn phải nói chuyện điện thoại với anh ấy. Đây là gì ạ? Đây là bồ bình an mẹ xin cho con trong chùa. Nào, mẹ đeo cho con. Còn một cái nữa. Cho bố ạ. Hai cái bồ bình an này là một cặp. Một cái đeo trên người con. Cái còn lại cho con dâu tương lai của mẹ. Anh muốn hôn trộm em nữa à? Đang sốt đấy. Nói đàng hoàng đi. Đầu em đau quá. Em chỉ nhớ vừa nãy hình như bị ngất. Sau đó anh tới. Nào. Đút cho em được không? Không được. Keo kiệt. Nước. Tắt máy điện thoại đi. Ngủ một giấc. Mai dậy sẽ ổn thôi. Thôi được. Lại là thế. Chẳng nói tiếng nào đã đi luôn. Chứ không thì sao? Em thật sự rất đói.
Hôm nay em toàn ăn cơm dùng làm đảo cụ, sau đó nôn ra hết. Giờ dạ dày khó chịu quá. Bác sĩ Chu cứu thế cứu người, cho em một bữa ăn tình yêu được không? Theo gió đến, theo gió đi. Gia Dĩ, anh cũng ở đây à? Em nghe nói công ty cùng với Thời Khắc Rung Động đã đạt được hợp tác chiến lược, muốn tiến cử hai nghệ sĩ tham gia show của họ. Là thật sao? Hình như là vậy. Anh biết không, show tình yêu này cực kỳ hot, có thể xếp top 3 trong tất cả các show giải trí. Vậy sao? Đúng vậy. Nhưng mà chỉ có hai người công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, anh chắc chắn không vấn đề. Còn người kia, anh nghĩ ai có khả năng lớn? Đây là chuyện quản lý công ty phải suy nghĩ. Anh không rõ. Nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi em. Em với Tô Căng Bắc rốt cuộc có chuyện gì? Không phải là em đang giở trò chứ? Trong mắt anh, lẽ nào em xấu đến vậy sao? Là một diễn viên, anh nghĩ em sẽ vì tố cáo người khác mà suýt chút hủy hoại gương mặt mình sao? Nhưng mà em cũng không trách anh. Anh nói như vậy có lẽ là vì anh thích chị ấy. Lúc đó vì trốn van nên anh mới lên xe. Vào lúc xảy ra tai nạn, vì cứu anh, Tô Căn Bắc đã bị thương phải vào viện. Vì chuyện này anh rất cảm kích chị ấy. Nhưng anh chỉ coi chị ấy là bạn. Em cũng vậy. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Hiểu chưa? Cho nên trước kia anh chỉ coi em là bạn sao? Em còn có việc, em đi đây. Sữa bò quá hạn rồi. Bánh mì bị mốc hết rồi. Đồ không ít, nhưng lại chẳng thể ăn được gì. Muốn chặt đứt đường sống của một người đáng thương như mình sao? Có điện rồi. Chu Thời Quẩn, sao em lại đi xuống? Em ăn no rồi, không còn sớm nữa. Tôi về đây. Ngủ ngon. Có phải em nên dọn dẹp lại nhà không? Em bình thường rất ít ở nhà. Ngày mai em gọi cô giúp việc tới. Chỗ rác này giữ lại thêm một ngày, bệnh của em sẽ càng nặng thêm. Vào khoảnh khắc này, tôi lặng lẽ nhìn anh ấy. Nhìn anh ấy giúp tôi thu dọn quần áo, quét dọn sàn nhà, gấp gọn chăn màn. Anh ấy rất tự nhiên bước vào cuộc sống của tôi. Từ trong động tác làm việc nhà dụng dặt của anh ấy, tôi đã nhìn thấy một tia ấm áp. Thời gian từng giây từng phút qua đi, tôi lại hy vọng thời gian có thể chậm lại, chậm thêm một chút,
chậm thêm một chút. Gần đây đều không ở nhà sao? Ngô Địch, cô làm việc thế nào vậy? Chuyện xảy ra tai nạn lúc trước vừa mới thanh minh, lúc để xảy ra tin tức tiêu cực, đâu phải là lần đầu quay phim, lại để người ta chụp lén ngay dưới mắt. Chẳng lẽ tôi quản được phóng viên sao? Cô nói gì? Dương Tổng, tôi muốn nói là chuyện này xảy ra đột ngột, không ai có thể ngờ tới. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách cứu giãn. Được, nếu là người của cô, vậy cô tự mình cứu giãn đi. Một ngày, trong vòng một ngày, cô phải lo xong chuyện này cho tôi. Một ngày thì một ngày. Thu dọn tạm tạm rồi, về sau chú ý.
Chân anh sao vậy? Tuần hoàn máu không lưu thông, đứng một lúc là ổn. Tôi đi trước đây. Chủ nhật dỗ tổ, đừng quên. Chủ nhật tôi phải về nhà dỗ tổ. Em có muốn đi cùng tôi không? Được. Hình như không thích hợp cho lắm. Cùng nhau tham gia dỗ tổ, lẽ nào coi mình là người nhà rồi? Có gì không thích hợp? Bởi vì nếu như em cùng anh đi về nhà dỗ tổ, em có thân phận gì? Em là dì của anh, vợ sắp cưới. Đã thừa nhận mình là vợ sắp cưới rồi, có phải nên lập tức đồng ý với anh ấy không? Vậy em sẽ suy xét. Muộn nhất là 12 giờ thứ sáu. Em phải nói cho tôi biết là có đi hay không. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Được. Đi hay là không đi? Được, tạm biệt. Trùng hợp quá. Mới sáng sớm đã có thể gặp nhau. Tôi đang muốn đi thể dục. Anh còn chưa bắt đầu chạy đã mồ hôi đầy đầu rồi. Không phải là thận yếu đấy chứ? Sao có thể? Tôi thận của tôi tốt lắm. Vậy thì tốt, chúc anh khỏe mạnh. Được. Tôi ở nhà khởi động nên mới chảy nhiều mồ hôi. Thang máy không phải hỏng sao? Chậm thôi, cẩn thận. Thế nào, tôi đại tiểu thư, đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn địch đại nhân quan tâm. Tiểu tiên nữ Tô Căn Bác bảo bối của chị đã sắp khỏi rồi. Thần kỳ vậy à? Là ăn phải linh đan dược gì vậy? Xem là vậy đi. Em nói chị nghe, anh ấy lại tới nhà em rồi. Ai? Còn có ai? Chính là Chu Thời Quẩn, lạnh như băng xương, trăm độc bất xâm. Nói như vậy là em đã hạ được anh ta rồi. Xem là vậy đi. Nếu như hạ được rồi, cũng nên thực hiện lời hứa của em, bỏ cho anh ta rồi. Bây giờ sao vậy? Không nỡ à? Đương nhiên không phải. Em muốn khiến cho anh ấy yêu em sâu đậm thêm một chút, mới bỏ rơi anh ấy, để anh ấy thực sự cảm nhận được sống không bằng chết. Xem tình hình bây giờ của em, cũng không biết tới lúc đó là ai sống không bằng chết đây. Chắc chắn không phải em. Em là ai nào? Tô Căn Bắc. Tô Căn Bắc, người gặp người yêu. Được rồi, nói chuyện chính. Em đừng để tâm chuyện ở phim trường. Chị sẽ mau chóng giải quyết cho em. Phim trường có chuyện gì? Em quên rồi, sao chị còn nhắc em? Được rồi, câu chị chưa nói, em tự mình xem mà làm, tự mình cầu phúc đi. Bye bye. Không, tôi thật không hiểu. Tôi chạy ở đây có vấn đề gì sao? Cậu chạy không vấn đề, nhưng tiếng của cậu quá ồn ào. Có rất nhiều hộ ở trên tầng khiếu nại. Được, anh nói rất nhiều hộ khiếu nại. Vậy quyết định vậy nhé, Gia Dĩ. Tuần sau cậu sẽ vào show Thời Khắc Rung Động. Chuyện khác gác lại, dốc sức hoàn thành tốt show này. Anh Thủy,
Thời gian ghi hình của show này quá dài, tôi vẫn muốn chuyên tâm làm âm nhạc. Công việc sáng tác tôi cũng cần thời gian. Sáng tác cái gì? Thị trường âm nhạc chán như vậy. Bây giờ chỉ có show là nổi nhất, cậu biết chưa? Bây giờ cậu đang trong giai đoạn phát triển. Tham gia show này có thể giúp cậu tích lũy năng lượng, nhân khí, hiểu chưa? Vậy thôi, được rồi gia dĩ. Đừng quên cậu là nghệ sĩ của công ty. Cậu phải suy nghĩ cho công ty. Bác sĩ Chu, thanh giả tự giả, lời đồn cuối cùng cũng sẽ mất đi. Chủ nhật tôi muốn về nhà dỗ tổ, em có đi cùng tôi không? Hình như không thích hợp. Chậm nhất là 12 giờ thứ sáu, em phải nói cho tôi biết là đi hay không đi. Em sẽ suy xét. Thật không hổ danh là Tô Căng Bắc, diễn tuyệt quá. Xuất sắc quá. Một ngày qua đi rồi, cũng không biết anh ấy đang làm gì. Em hết cảm rồi. Cảm ơn thuốc của anh. Chủ nhật tôi muốn về nhà dỗ tổ, em có muốn đi cùng tôi không? Được. Hình như không thích hợp cho lắm. Muộn nhất là 12 giờ thứ sáu. Nói cho tôi biết đi hay là không đi. Em... được. Lạnh lùng như vậy, không biết hỏi một cách nhỏ nhẹ sao? Mình quỷ. Bác sĩ Chu, lão Chu, chuyện của Tô Căn Bắc nhà cậu có biến chuyển rồi. Cậu còn không biết. Tôi nói cậu nghe, đạo diễn và nhân viên trong đoàn phim, bọn họ đều nhận phỏng vấn. Tô Căn Bắc không hề đánh người, đó là cô ấy quay phim. Tôi biết rồi. Biết rồi. Vợ mình mà cũng không quan tâm. Gia dĩ, mấy năm nay anh theo đuổi âm nhạc, tài hoa của anh đám anh Thủy đều không hiểu. Nhưng mà em hiểu. Em tin vào tài hoa của anh. Chỉ cần anh kiên trì, nhất định sẽ thành công. Cao Tử Đồng, sao vậy anh Thủy? Cô giải thích cho tôi, đây rốt cuộc là thế nào? Bây giờ tất cả mọi người đều nói cô cố ý ăn đánh, hãm hại Tô Căn Bắc. Cho thêm một dáng không? Hôm nay tới đây thôi. Được rồi. Cũng không muốn làm cậu quá mất mặt. Nhưng mà hôm nay cậu làm sao vậy? Luôn phạm sai lầm.
không tập trung gì cả. Cũng bình thường. Không phải là bởi vì chuyện của Tô Đại Minh Tinh nhà cậu chứ? Đúng rồi, bây giờ hai người sao rồi? Tối qua tôi hẹn cô ấy về nhà tham gia giỗ tổ. Tiến độ nhanh vậy à? Hai người cùng nhau về quê rồi. Nhưng cô ấy nói cần phải suy nghĩ. Đau tim không? Có đau tim không? Như vậy đi, lúc nữa tôi hỏi giúp cậu. Hỏi cái gì? Hỏi xem cô ấy suy nghĩ thế nào. Cô ấy cũng phải cho một đáp án chứ. Không cần thiết đâu. Sao lại không cần thiết? Chuyện này chắc chắn phải hỏi cho rõ. Chắc chắn phải hỏi rõ, có đúng không? Nếu cô ấy không đồng ý, cậu phải giữ lại thể diện cho mình chứ. Trùng hợp là Ngô Địch, quản lý của Đại Minh Tinh nhà cậu, ở tầng dưới nhà tôi. Quay về tôi sẽ hỏi rõ ràng, hỏi minh bạch cho cậu. Ai đó? Xin một ít nước pha mì. Thật không may, bình đun nước nhà tôi hỏng rồi. Máy nước nóng lạnh cũng hỏng. Bếp ga cũng không bật được lửa. Nên chỉ có thể tới tìm cô. Trùng hợp ghê. Ngay ở đây. Không sao, tôi tự làm. Cô làm việc của cô đi, kệ tôi. Mấy ngày nay cô đều thức đêm, tăng ca xuyên đêm, bận lắm mà. Khả năng quan sát của anh tốt thật đấy. Cái gì cũng nhìn ra được. Đương nhiên sáng nay chạy bộ, trùng hợp gặp được cô về nhà mà. Cái này nóng quá, tôi không cầm được. Tôi ở đây pha xong rồi mới về vậy. Này, có phải công việc của cô đều liên quan tới Tô Căn Bắc không? Nói thừa, tôi là quản lý mà. Đương nhiên công việc liên quan tới cô ấy. Cũng phải. Vậy chuyện của cô ấy với Chu Thời Quẩn của bệnh viện chúng tôi, Chu đại giáo sư chắc cô biết chứ. Chuyện gì? Chính là Chu Thời Quẩn hẹn với cô ấy ngày kia cùng nhau về quê đấy. Ngại quá, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi. Cho nên chuyện riêng của Tô Căn Bắc tôi không muốn quản. Đương nhiên tôi cũng chẳng muốn quản chuyện riêng của cô ấy. Sao tôi lại muốn quản chứ, đúng không? Còn không phải lão Chu suốt ngày bám lấy tôi hỏi. Tôi bị cậu ta làm phiền gần chết. Nói thật với cô Ngô Địch, thực ra tôi chỉ là mượn cớ lên đây. Người tôi quan tâm là cô. Cái đó tôi không chịu nổi mùi của mì ăn liền. Anh mang về đi. Được. Alo, em đã khỏi cảm chưa? Khỏi từ lâu rồi. Vậy đúng lúc. Phim Mạch Thượng Yên Vũ Mông ngày mai có hai cảnh quay, cho nên ngày mai em chắc phải tới phim trường. Em là người bị ốm, có thể không đi không, Địch đại nhân? Sao vừa nhắc tới công việc là em than ốm rồi? Không nói nhiều nữa, ngày mai gặp ở phim trường. Dạ, ngày mai gặp. Địch tàn nhẫn, sớm muộn bị chị hại chết. Là chị có ngày bị em hại chết đấy. Bye bye. Con nhóc này còn giấu mình không nói. Nào, đặt qua kia đi. Tốt tốt. Căn bác lão sư tới rồi. Căn bác lão sư, chào. Thời gian này vất vả cho mọi người. Căn bác lão sư có chuẩn bị chút quà tặng cho mọi người. Nào, thời gian này vất vả mọi người chiếu cố tôi. Nào, đây, cảm ơn, vất vả rồi. Cảm ơn, vất vả cho chị rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn, vất vả rồi. Nào, đưa tôi. Cảm ơn lão sư. Cô nói chị Tô tốt thật đấy. Thật sự rất tốt. Tốt quá.
Xem tin chưa? Là Cao Tử Đồng cố ý. Tôi thấy cũng đúng. Đường đây ok chứ? Ok rồi. Tôi xin lỗi. Đi đường không nhìn à? Xin lỗi, tôi đang vội đi trang điểm. Thế là tôi có lỗi với cô rồi à? Tôi chỉ đụng cô một cái. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Sao lại không có chuyện? Chị Trương, chị cũng không nhìn xem chị đụng ai à? Chị à, chị sắp hot rồi. Không được rồi. Tiếng ác này chị đây không gánh nổi. Muốn hot cũng phải đường đường chính chính hot chứ. Đúng đó. Không sao. Tưởng mình là ai chứ? Đúng đó. Mọi người nghe tôi nói một câu. Tôi biết mọi người đang giúp tôi xả giận. Tôi rất cảm ơn mọi người. Thực ra toàn bộ chuyện này đều là hiểu lầm. Trong cái giới này, mỗi người đều có khả năng bị hiểu lầm. Bởi vì paparazzi cần đề tài. Chúng ta đều là người bị hại trong thời đại giải trí. Nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta nên bỏ qua những âm thanh này, những tạp âm này. Là một diễn viên, là một người làm việc trong giới phim ảnh, chúng ta nên lấy thái độ chuyên nghiệp nhất và sự biểu diễn xuất sắc nhất để đáp trả lại. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Được rồi, mau lên đi. Đi làm đi. Mau lên, mau lên. Nào, mau lên. Bác sĩ Chu, phẫu thuật của tôi tất cả nhờ anh. Yên tâm đi. Chu, thời quẩn này không thể gửi cho một cái tin thăm hỏi mình sao? Chị Căn Bác xong rồi. Cảm ơn. Chúng ta lát nữa gặp ở trường quay. Lát nữa gặp, bye bye. Chào chị Tử Đồng. Chị Căn Bác, tôi có thể vào không? Tử Đồng, đương nhiên là được rồi. Mau lên đi. Mời ngồi. Chị Căn Bắc, cảm ơn chị vừa rồi đã giúp tôi giải dây. Có gì đâu, vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Đáng lẽ tôi nên đứng ra từ sớm rồi. Chị Căn Bắc, chuyện đó thật sự không phải tôi làm. Được rồi, điều qua rồi. Đợi chút nữa chúng ta cố gắng diễn cho tốt. Để họ biết chỉ cần diễn phim tốt là được rồi. Không cần phải nghĩ ngợi mấy tin giới dẫn. Tôi nhất định sẽ thể hiện bằng thái độ chuyên nghiệp. Được rồi. Sao rồi Julie? Đi dạo trong vườn hoa, có phải tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không? Không khí tốt thật. Chim ca hoa nở. Quả thực tốt hơn nhiều so với trong phòng bệnh. Đương nhiên, để người bệnh duy trì tâm trạng tốt là đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cơ bản nhất của một bác sĩ như tôi. Bác sĩ Tiêu, không những y thuật cao, con người cũng thật tốt. Có anh là bác sĩ điều trị chính cho tôi, thật là may mắn. Đương nhiên, dù sao người bệnh hồi phục là tâm nguyện lớn nhất của tôi. À, Julie, cô nghỉ ngơi nhiều nhé. Đi dạo nhiều một chút. Tôi nói chút việc với đồng nghiệp tôi. Được, bye bye. Bye bye. Lắc đầu. Cậu lắc cái gì? Nói chuyện với bệnh nhân chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ có cậu bụng dạ xấu xa. Từ sáng tới tối nói xấu tôi. Hình như tôi chẳng nói gì cả. Đúng là cậu chẳng nói gì. Nhưng tôi còn không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì sao? Đúng rồi, có tin chưa? Tin gì? Thì tin về nhà đó. Là tin của Đại Minh Tinh. Vẫn chưa? Không sao. Cậu chờ thêm đi. Sẽ nhanh có câu trả lời thôi. Tôi đã nhờ Ngô Địch đi hỏi rồi. Tỷ, xin lỗi. Mạch thượng Chu gia, sóng gió bấp bênh.
âm u mờ mịt. Người già ta đều chỉ là linh hồn trong mộng tưởng. Rất tốt, cắt. Vô cùng tốt. Căn bác lão sư diễn tốt lắm. Tỷ đồng cũng vậy. Hôm nay mọi người đều đã nỗ lực, nhưng hôm nay chủ yếu muốn cảm ơn căn bác lão sư. Câu nói trước đó của cô đã khơi dậy tinh thần của mọi người, cho nên công việc hôm nay vô cùng hiệu suất thuận lợi. Tốt, kết thúc. Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn. Vất vả rồi chị căn bác. Đừng khách sáo. Vào đi. Lão Chu, tan làm rồi. Cậu về trước đi, tôi xem tư liệu thêm một chút. Được đấy, tranh bệnh nhân của viện trưởng còn là chứng bệnh khó như vậy. Tô Căn Bắc trả lời tin của cậu chưa? Chưa. Vậy hay là tôi hỏi giúp cậu nhé. Tùy cậu. Đang làm gì vậy? Có bận cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Nói chuyện với tôi rất có ích cho sức khỏe và tinh thần. Ngô Địch tiểu thư, là tiểu tình nhân nào gửi tin mà không trả lời lại vậy? Em đừng quan tâm chị trả lời hay không. Ngược lại là em từ sáng tới tối nhìn chằm chằm điện thoại, tinh thần bất an. Nói thật đi, em đang chờ tin của ai? Có phải là bác sĩ Chu không? Anh ấy mời em cùng anh ấy về quê. Vậy em đồng ý chưa? Hơn nữa còn lại về nhà dỗ tổ. Vậy thì phiền rồi. Nếu em đi thì chính là thừa nhận em là vợ sắp cưới của anh ta. Anh ấy nói trước 12 giờ trưa mai phải trả lời anh ấy. Vậy em trực tiếp từ chối đi, giả mạnh vào mặt anh ta báo thù lớn. Xong rồi, xong rồi. Tô Căn Bắc, em hoàn toàn chìm đắm rồi. Không có. Vừa rồi tôi gửi tin cho cô bị dao phẫu thuật cắt vào tay rồi. Trời ơi. Ngô Địch tiểu thư trả lời rồi. Em Ngô Địch trả lời tôi rồi. Cô ấy nói tìm cơ hội hỏi giúp cậu. Không có việc gì, tôi về nhà đây. Được, bye bye. Alo anh, đang làm chưa? Em vừa về tới nhà. Ngày mai hai người cùng về chứ?
的角落。